giống như là chị Nhi giống như là một cái máy tẩy á. Máy tẩy à? Tẩy. Wow, Nhi cục tẩy. Nhi cục tẩy. Chị là trò đùa cho các em đó à? Giới thiệu cho mình đi kìa. Hai ba vô. Dạ. Dạ. Em hiểu nói gì không vậy? Em hiểu rồi. Em tên Kiệt. Ừ, em giới thiệu tiếp đi Jin. Dạ hết rồi. Anh thông cảm, chị thông cảm, quý vị khán giả thông cảm, bởi vì đây là một triệu chứng của những người khi mà sau khi hát xong ca chúng em. Anh có bị gì không? Một năm điều trị. Em đứng kế chị, em bị sao động, tâm hồn sao động cho nên là em bị quên đi. Em ơi. Thực ra thì em hiểu cảm giác của anh này. Cô giáo. Dạ. Thì cái đợt mà em còn là học trò của chị đó, em thoại câu nào em bị quên hoài là tại cái mặt của bà. Cô vậy. Cô thoại xong chưa? Ủa là chứ thoại xong chưa em? Dạ em vô sớm rồi. Rồi, dạ. Hôm nay sao tôi cô đơn quá. Hôm nay sao tôi cô đơn quá. Bước một mình sẽ nơi xa. Còn niềm vui dường như đã. Đón xem tập 8 Sàn đấu cá tự phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy ngày 31 tháng 3 năm 2018 trên kênh HTV7.